Rồi mày bạn trả lời testosterone sau khi được tạo ra thì đi đâu nhỉ? Trong cơ thể nam giới của chúng ta, testosterone sau khi được tạo ra thì đi đâu đây? Dạ em thưa cô là nó sẽ được bài tiết vào máu ạ. Bài tiết vào máu. Còn tới đâu nữa không? Thưa cô em hỏi ý kiến ạ. Rồi. À, em thưa cô sau khi testosterone được tạo ra từ tế bào lấy đích thì khoảng tầm 97% lượng testosterone này sẽ vào máu gắn với albumin huyết tương để mà vận chuyển và lưu hành trong máu ạ. Là sau khi tạo ra thì tới 98% nó được vào trong máu đấy hả? Dạ vâng ạ. Và khi được vận chuyển này ở trong máu này thì nó sẽ đến các tế bào của nam giới để mà thể hiện được cái tình trạng của nam giới ạ. Và trong đó khi tác dụng nhiều lên chuyển hóa protein và cơ ạ. Và cũng tác dụng lên cả xương nữa. Rồi, cảm ơn bạn. Thế thì khi chúng ta đọc tài liệu các bạn lưu ý nhé. Sau khi được tạo ra thì testosterone không phải là 98% nó vào trong máu đâu. Mà phần lớn nó ở lại tinh hoàn và tham gia vào quá trình tạo tinh trùng đấy các bạn ạ. Và vai trò của testosterone trong tạo tinh trùng như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ có nói tới. Phần lớn ở lại tinh hoàn tham gia cùng với tế bào sertolin trong vấn đề đó là tạo ra tinh trùng. Thế còn một phần nhỏ đi vào trong máu và khi đi vào trong máu 98% nó sẽ được gắn với lại các cái protein vận chuyển để đi tới các cái tế bào đích và tạo nên các đặc tính sinh dục nam thứ phát cho nam giới. Và khi tới tế bào đích thì cơ chế tác dụng của nó như thế nào để gây nên các đặc tính sinh dục nam thứ phát cho nam giới thì chúng ta sẽ nói tiếp tới trong nội dung tiếp theo bài ngày hôm nay. Còn lại một lượng rất nhỏ testosterone, nó sẽ đi tới một số mô chuyển thành estradiol và tới một số mô như là mô mỡ, mô gan, rồi là xương não. Và các bạn thấy rằng là testosterone ấy ở ba dạng đồng phân như trong cái sơ đồ của tôi. Trong đó hai cái dạng chủ yếu đó là androsterone và eticholanolum. Sau đó được chuyển thành 17 ketosteroid tại gan chủ yếu. Thì đó là con đường tổng hợp và chuyển hóa testosterone trong cơ thể của chúng ta. Sau đây sẽ là cái cơ chế hoạt động của hormone testosterone tại tại mô đích. Thì đây là cái sơ đồ biểu diễn mô tả cái hoạt động của testosterone tại mô đích bằng cách nào testosterone nó sẽ gắn vào tế bào đích và gây nên những cái tác dụng của nó đối với tế bào đích gì ạ? Là 11 bạn chúng ta phân tích cái sơ đồ này nhé. Tôi mời các bạn nào xung phong không? Không nào xung phong tôi xin phép gọi nhé. Mời bạn Bùi Thị Vân Anh ạ. Ôi em đang suy nghĩ cô ạ. Vậy bạn suy nghĩ nào, bạn cứ mạnh dạn bạn trình bày nhé, có sai không vấn đề gì, rồi bạn cứ trình bày cái quan điểm của bạn. Bạn hiểu cái sơ đồ này như thế nào, bạn cứ mạnh dạn trình bày thôi ạ. Các bạn thì sao ạ?
Bạn Diễm Nguyễn nào? Bạn Diễm Nguyễn trả lời giúp tôi ạ. Em thưa cô là cho em là em cô nghe thấy em nói không ạ? Rồi tôi nghe đấy, bạn trả lời nhỉ. Em cô là cho em hiểu sơ đồ này là testosterone sau khi được tạo ra thì sẽ gắn với albumin tương vận chuyển ở trong máu tới các tế bào đích, thì sẽ gắn với các cái thụ thể của testosterone, ở đây là androgen. Sau đó thì gắn với các thụ thể, đúng rồi. Sau đó thì phức hợp này sẽ đi vào trong tế bào và tác động lên quá trình phiên mã của các gen và gây ra chuyển hóa tế bào, có tác dụng là giúp tế bào tăng trưởng. Rồi, cảm ơn bạn. Khi chúng ta nhìn thấy sơ đồ này, cái hormone testosterone của chúng ta đấy, khi chúng ta phải nhớ lại được là cái đặc điểm của cái hormone testosterone, nó là một hormone thuộc nhóm steroid, bởi vậy cho nên đây là hormone mà nó rất dễ có thể tan ở trong lipid và đi qua được cái lớp phospholipid kép ở trên màng tế bào đích. Vậy thì sau khi đi qua được cái màng tế bào này thì testosterone của chúng ta nó có thể kết hợp với lại một cái thụ thể trên tế bào đích, ở đây đó chính là androgen receptor. Và một con đường thứ hai đó là testosterone của chúng ta có thể chuyển thành dihydrotestosterone dưới tác dụng của loại enzyme đó là 5-alpha-reductase. Và dihydrotestosterone đây là một cái chất mà nó có tác dụng có thể nói tới gấp tới 5 lần so với testosterone. Sau đó thì cái phức hợp testosterone và thụ thể hoặc là dihydrotestosterone và thụ thể nó sẽ đi vào nhân tế bào và tác động lên các quá trình chuyển hóa tế bào, quá trình tăng trưởng và duy trì tế bào, thúc đẩy quá trình phiên mã, dịch mã và tổng hợp lên các cái phân tử protein mới nhé. Tổng hợp lên các cái phân tử protein mới. Chính vì vậy mà nó gây nên các đặc tính sinh dục làm thứ phát của tế bào đích, ví dụ mọc lông mọc râu rồi thì da dày lên, cơ bắp to lên, tuyền liệt tuyến rồi túi tinh ống dẫn tinh tinh hoàn là phát triển to lên, vân vân. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái dihydrotestosterone này là một cái chất mà nó có tác dụng nhiều lần so với lại testosterone, và người ta sẽ ứng dụng cái hiểu biết về cái sự chuyển hóa của testosterone này trong một trong các lĩnh vực, đó chính là trong cái điều trị u xơ tiền liệt tuyến ở nam giới. Sự cái phát triển quá mức của tiền liệt tuyến có thể chính là do cái sự phát triển chuyển hóa testosterone thành dihydrotestosterone, nó quá mức nó sẽ làm phát triển với tiền liệt tuyến lên. Cho nên ứng dụng trên lâm sàng một trong cái thuốc điều trị tiền liệt tuyến đấy chính là thuốc ức chế cái enzyme 5-alpha-reductase để kìm hãm cái sự chuyển đổi của testosterone và làm cho cái tế bào đích lúc này nó không bị tăng sinh quá mức nữa. Thế còn tại mô xương và não thì testosterone nó chuyển thành estradiol. Estradiol đây nó là một trong ba dạng đồng phân của estrogen và cũng là cái dạng đồng phân chủ yếu của estrogen. Thế thì ở mô xương và não ở nam giới, một phần testosterone nó sẽ chuyển thành estradiol. Và estradiol thì thúc đẩy quá trình cốt hóa các nghĩa sụn nối tại đầu xương và làm ngừng phát triển của xương theo chiều dài. Cho nên các bạn thấy rằng ở những người mà dậy thì sớm đấy, thường là người ta sự phát triển chiều cao của họ nó sẽ dừng sớm hơn so với lại
những người đã phát người ta dậy thì mà nó trong cái lứa tuổi bình thường. Thế còn tại não thì cái hormone testosterone này có đóng vai trò rất quan trọng trong cái cơ chế feedback âm đối với hormone LH. Phần này chúng ta sẽ còn nói tới trong cái bài về trục vùng tuyến đồi tuyến niên và tuyến sinh dục chỉ huy hoạt động như thế nào, và hormone sinh dục trong đấy có testosterone nó có sự feedback âm tính, điều hòa ngược âm tính lên vùng tuyến đồi và tuyến niên ra sao. Và ở người nam thì sự chuyển đổi testosterone thành estradiol còn là nguyên nhân của hiện tượng nữ hóa tuyến vú. Đó là hiện tượng nữ hóa tuyến vú. Thế thì nữ hóa tuyến vú là gì ạ? Theo bạn hiểu thì câu hỏi đầu tiên các bạn đặt ra, theo bạn hiểu nữ hóa tuyến vú là gì này? Câu hỏi thứ hai đó là theo bạn tư duy thì nguyên nhân nào dẫn tới hiện tượng nữ hóa tuyến vú? Nào câu hỏi đầu tiên ai trả lời đấy ạ? Hiện tượng nữ hóa tuyến vú là gì? Mặc dù bạn chưa học ở tuần bệnh học nhưng mà liên hệ ngay với cái bài của tôi, khi mà tôi nói sự chuyển đổi testosterone thành estradiol là nguyên nhân của hiện tượng nữ hóa tuyến vú, vậy thì theo bạn nữ hóa tuyến vú là gì, nó có biểu hiện ra làm sao mà người ta gọi là nữ hóa tuyến vú ở nam giới? Mời bạn Hà Tâm Đan ạ. Cô có nghe thấy em nói không ạ? Rồi, đừng nghe rồi. Theo em thì nữ hóa tuyến vú có nghĩa là tuyến vú bình thường của người nam thì chỉ có cơ và một lớp mỡ mỏng thôi ạ. Thì cái sự nữ hóa tuyến vú là sự tăng tích tụ mô mỡ ở vú ạ. Tăng tích tụ mô mỡ hả? Và các mô tuyến ạ. Tăng tích tụ mô mỡ và mô tuyến. Rồi. Cảm ơn bạn. Có ý kiến nào khác không nào? Theo bạn là tăng tích tụ mô mỡ và mô tuyến ở vú. Tôi mời bạn Hoàng Thị Hương ạ. Hello cô ạ. Em cô, em cũng nghĩ là sự nữ hóa tuyến vú ở đây là sự tăng của tích tăng và phì đại mô mỡ và mô tuyến ạ. Mô mỡ mô tuyến. Thế thì nếu như tăng sự phì đại của mô mỡ thì tôi hỏi những người béo phì đấy, những người béo phì đúng không? Cái lượng mỡ trong cơ thể người ta là nhiều, tích tụ vào thì khắp nơi người ta đều là cũng bị béo, trong đó có cả vú đúng không? Cũng là cái phì đại của mô mỡ ở vú. Các bạn nhìn thấy những người ví dụ như là những người đô vật, những người mà hoặc là những người mà mắc chứng béo phì, chúng ta nhìn rất nhiều ở có thể ở ngoài ngoài đời thực chúng ta nhìn rồi, ở trên tivi phim ảnh các bạn nhìn cũng rất nhiều rồi. Thế thì những người đấy cũng có cái bộ ngực nó rất là đồ sộ đúng không? Cái gì đó có phải là nữ hóa tuyến vú mà? Có nữ hóa tuyến vú. Em cô là những người béo thì mỡ nó thì mỡ có thể trải rộng phân bố đều, còn và mỡ còn nữ hóa tuyến vú có nghĩa là riêng ở cái mô ở tuyến vú này thì dưới tác dụng của cái hormone này thì nó sẽ tăng phát triển các đặc điểm của nữ giới ạ. Ở đây tôi chỉ muốn nói tuyến nữ hóa tuyến vú, tức là chúng ta nói tuyến vú thôi, không nói đặc điểm khác của nữ giới đâu. Thế thì những người béo phì này có phải nữ hóa tuyến vú hay không? Vậy thì nếu như không phải thì bạn phân biệt với nữ hóa tuyến vú bằng cách nào? Vì một người ta đến khám thì bộ ngực người ta đồ sộ như là nữ giới vậy, đúng không? Có người nam người ta thấy rằng là không hiểu sao càng ngày bộ ngực người ta lại càng to ra. Vậy thì khi chúng ta đến khám thì bằng cách nào chúng ta phân biệt được đây có phải là hiện tượng nữ hóa tuyến vú hay không? Các bạn nhìn nhìn lại thật kỹ cái hình ảnh này, các bạn thấy nó khác biệt nhau ngay. Các bạn nhìn thật kỹ cái hình ảnh này, các bạn sẽ thấy nó khác biệt nhau ở cái đặc điểm gì. Nhìn lại cái hình ảnh đi ạ. Giữa một bên là người bình thường mà bên một người bị nữ hóa tuyến vú. Đúng không?
Các bạn thấy có gì khác nhau không? À, nó không chỉ có mỡ mà nó còn nhiều nhiều cái tuyến gì Mô tuyến vú. Rồi cảm ơn mạng các bạn nhìn nhé. Hiện tượng nữ hoa tuyến vú đó là hiện tượng mà cái có cái sự phì đại và phát triển quá mức của mô tuyến vú làm cho cái bộ ngực của người nam giới lúc này nó phát triển to ra. Cho nên giống như nữ giới, cho nên người ta gọi đó là nữ hoa tuyến vú. Và bản chất của nó chính là do, nguyên nhân của nó là do cái sự chuyển đổi testosterone thành estradiol quá mức. Mất cân bằng giữa hai hormone testosterone và estradiol trong cơ thể người nam giới. Bình thường nam giới đều có estradiol. Thế nhưng cái nồng độ của testosterone và estradiol ở nam giới chắc chắn nó sẽ khác với anh nữ giới rồi, đúng không? Anh estradiol nếu như mà bị tăng nồng độ quá mức hơn so với bình thường ở người nam thì nó sẽ làm cho hiện tượng nữ hoa tuyến vú. Vì một trong những cái cơ quan mà estradiol ảnh hưởng tới chính là tuyến vú, nó sẽ làm phát triển mô tuyến vú. Cho nên ở những người nữ giới thì bao giờ cái bộ ngực người ta cũng sẽ nở nang hơn của anh nam giới, chính là vai trò của các hormone estradiol. Thế thì ở nam giới estradiol bị mất cân bằng, bài tiết quá mức, nó sẽ làm cho cái mô tuyến vú này nó phát triển quá mức phì đại lên, cho nên người ta gọi đó thì nữ hoa tuyến vú. Còn mô mỡ và mô cơ ở đây không phải là phát triển phì đại trong cái trường hợp này đâu nhé. Cho nên đó là đặc điểm chúng ta phân biệt với các độ trường hợp khác. Ví dụ, một người cũng có bộ ngực to nhưng mà là béo phì, là tăng cân quá mức, là thừa lipid trong cơ thể thì phát triển mô mỡ. Ngoài ra có những vận động viên thể lực, bộ ngực người ta cũng rất là săn chắc và cũng rất là nở nang. Nhưng đó là cái sự phát triển của cơ bắp người ta là mạnh, cho nên cũng làm cho bộ ngực người ta cũng sẽ kích thước lớn hơn so với những anh nam giới bình thường. Cho nên chúng ta phải cần phân biệt. Thế thì phân biệt bằng cách có thể là thăm khám lâm sàng, chúng ta khám, rồi chúng ta, ví dụ chúng ta khám trên một người mà các bạn nghĩ rằng là cơ thể người ta rất là cân đối, chỉ có mỗi bộ ngực, cái bộ vú, cái bộ ngực, cái tuyến vú của người ta là phát triển quá mức to lên thôi, thì rất có thể đó là nữ hoa tuyến vú. Còn những người nào mà béo phì thì không những bộ ngực mà các bạn thấy rằng toàn bộ cân thân cơ thể người ta là đều là ở trong tình trạng béo phì thì nó sẽ khác. Và trên những vận động viên thể lực nó cũng sẽ khác. Ngoài ra có rất nhiều những cái xét nghiệm để hỗ trợ trong vấn đề phát hiện hoa tuyến vú. Ví dụ ta có thể làm siêu âm tuyến vú, đúng không? Mô mỡ, mô cơ, mô tuyến trên cái hình ảnh chụp cận lâm sàng nó rất là rõ nét. Rồi làm những định lượng về hormone nội tiết, về testosterone, về estradiol trong máu cũng chúng ta cũng sẽ thấy được là nó có mất cân bằng hay không, vân vân. Vậy câu hỏi thứ hai là theo các bạn thì nguyên nhân nào có thể dẫn tới hiện tượng nữ hoa tuyến vú ạ? Được. Tôi đấy. Câu hỏi thứ hai bạn nào trả lời nhỉ? Nguyên nhân nào có thể dẫn tới hiện tượng này đây? Chúng ta nói về sinh lý nhá. Nguyên nhân sinh lý thôi, tôi mở ngoặc ra. Vì nếu như bệnh lý thì cũng có, ví dụ như u tinh hoàn, u tuyến thượng thận đấy, nó cũng là những cái bệnh lý mà nó sẽ làm rối loạn trong cái sự bài tiết các hormone sinh dục, cho nên nó cũng sẽ làm gây ra cái hiện tượng này. Thế nhưng ở đây chúng ta nói tới về mặt sinh lý thôi, chúng ta không đề cập tới các rối loạn bệnh lý ở đây. Nguyên nhân sinh lý nào có thể dẫn tới, mà biết đâu là trong cái lớp của chúng ta cũng có thể có những bạn nam giới mắc cái chứng nữ hoa tuyến vú này. Nào, tôi gợi ý các bạn thử hình dung xem là trong cơ thể mình thì liệu có lúc nào mà cái sự cân bằng giữa testosterone và estradiol trong cơ thể các bạn nó có thể bị mất cân bằng hay không? Bạn Lê Anh nào? Liệu trong cơ thể nam giới có một lúc nào mà nồng độ hai hormone này lại mất cân bằng và gây ra nữ hoa tuyến vú không? Em cô, theo em là những cái lúc như cậu dậy thì sẽ có sự thay đổi nồng độ của các hormone này. Rồi, chính xác, dậy thì đúng không? Vậy theo các bạn thì dậy thì cái hiện tượng này theo bạn có cần bị điều trị gì không nhỉ? Nó thử tư duy thôi. Em cô, đây là hiện tượng sinh lý thì không cần phải điều trị. Thường nó sẽ tự khỏi vì sau đó khi mà cái trục nội tiết với đồi tuyến niên và tuyến sinh dục của chúng ta ổn định
thì nồng độ hai hormone này nó sẽ về mức bình thường. Rồi, rất đúng, trường hợp nhất dậy thì. Trường hợp thứ hai là trái ngược với dậy thì, testosterone bài tiết quá mức thì chúng ta ngược lại ở những người mà lại quá lớn tuổi rồi, đúng không? Thì lúc đó testosterone này bị giảm quá, giảm quá mức, và khi đó estradiol nó trội lên có thể gây ra hiện tượng là nữ hóa tinh nữ nhá. Đó cũng là một cái hiện tượng sinh lý đấy. Còn trường hợp nào nữa không ạ? Các bạn còn trường hợp nào nữa không? Em chưa nghĩ ra thêm. Còn trường hợp nữa hay gặp đó là ở cái trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh đấy. Trẻ sơ sinh các bạn lưu ý, các bạn cứ để ý mà xem, khi mà các bạn khi mà chúng ta thực tập mà qua cái bộ môn nhi, chúng đi ở khoa sơ sinh, chúng ta để ý nhìn kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra một vài vài bé có thể có hiện tượng này. Bộ ngực của nó nở nam cách nó nở ra, các bạn nhìn nó to hơn so với những trẻ khác đấy. Thế thì ở những đứa trẻ này hiện tượng nữ hóa thiên vú đấy chính là do cái hàm lượng estradiol từ cơ thể người mẹ đi sang cơ thể bào thai, trong cái khi mà bào thai còn trong bụng mẹ đấy, nó qua hàng rào giống thai nó vào máu của người con, thế thì nó sẽ làm cho nồng độ estradiol này tăng cao lên, và khi đứa trẻ ra đời nó có thể làm cho cái hiện tượng nữ hóa thiên vú này, nhưng rồi nó cũng sẽ tự khỏi, vì một thời gian thì cái nồng độ này nó không thể tăng cao mãi được, dần dần sẽ giảm xuống, sẽ được bài tiết, được đào thải. Chức năng của testosterone. Sau đây là một số chức năng của testosterone. Kích thích đưa tinh hoàn từ bụng xuống bìu. Các bạn thấy rằng là tinh hoàn từ bụng xuống bìu khoảng từ 2-3 tháng cuối của thai kỳ. Và testosterone nồng độ mà trong sản bình thường là một trong những cái yếu tố kích thích đưa tinh hoàn từ bụng xuống bìu. Nếu như nồng độ testosterone mà không đủ lượng thì có thể làm cho tinh hoàn nó vẫn nằm trong ổ, nó không xuống được bìu, thì đó là hiện tinh hoàn ẩn. Và đây là một trong tình trạng mà tinh hoàn nó lạc chỗ đấy, cũng hay gặp ở nam giới lắm, hay gặp ở nam giới. Nhưng trẻ nhỏ mà các bạn ấy là sinh ra mà chúng ta khám thấy là trong cái lỗ bìu, cái bìu của nó là mà không có tinh hoàn đấy, thì đó là trường hợp tinh hoàn nó lạc chỗ, và có thể lạc chỗ thì nằm ở rất là nhiều vị trí, trong đó có vị trí đó nằm trong ổ nhá, thì nó rất là nguy hiểm, nó gây vô sinh rồi tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn vân vân. Bởi vậy cho nên các bạn thấy những trường hợp những bé như này thì người ta phải có các phương án để đưa tinh hoàn xuống bìu để đảm bảo cái chức năng sinh tinh của tinh hoàn khi nó trưởng thành. Rồi testosterone nó sẽ làm xuất hiện và bảo tồn các đặc tính sinh dục nam thứ phát ở nam giới. Ví dụ như là phát triển dương vật này, phát triển tuyến tiền liệt này, túi tinh, đường dẫn tinh, rồi mọc lông mu, lông nách, mọc râu, giọng làm cho các bạn thấy rằng giọng nói trầm, nó thanh quản mở rộng, hoặc là gây hói đầu khi nồng độ này nó bị thay đổi đấy, nó cũng có thể gây ra chứng hói đầu nam giới, rồi làm cho da nó đầy thô, rồi mọc trứng cá vân vân. Đó là cái tác dụng của testosterone. Thế còn cơ chế tác dụng lên tế bào như thế nào thì chúng ta đã nghiên cứu ở phần trước. Rồi nó kích thích sản sinh ra tinh trùng. Cái thích sản sinh ra tinh trùng. Các bạn thấy rằng là testosterone nó tham gia vào cái quá trình sinh tinh bằng cách đó là nó kích thích sự hình thành tinh nguyên bào A, kích thích sự chuyển đổi tinh nguyên bào A trở thành tham gia vào quá trình phân bào giảm nhiễm lần 2 để tạo thành các tiền tinh trùng, rồi kích thích sự bài tiết dịch cũng như là tổng hợp protein từ các cái tế bào septolin trong cơ thể của chúng ta. Bởi vậy cho nên nếu như nồng độ hormone testosterone không đủ, nó sẽ làm cho tinh trùng sản sinh ra sẽ không đủ lượng, và đó cũng là một trong nguyên nhân gây ra hiện tượng vô sinh ở nam giới. Rồi tác dụng lên chuyển hóa protein và cơ. Vậy theo chúng ta thì testosterone nó tác dụng lên chuyển hóa protein và cơ ở nam giới như thế nào nhỉ? Bạn Lâm Minh Phượng ạ. Em cô là cô là testosterone tác dụng lên chuyển hóa của protein và cơ là
nó tác dụng có hai con đường, tác dụng vào tác dụng trực tiếp và gián tiếp, với tác dụng tăng quá trình chuyển hóa và phiên mã tổng hợp protein. Ừ. Tăng cái sự phát triển của cơ bắp. Bởi vậy cho nên ở nam giới các bạn thấy rằng là cơ bắp người ta sẽ phát triển tăng hơn so với nữ giới, có thể tới 50%. Rồi nó sẽ làm tăng tổng hợp protein và làm cho ở nam giới các bạn thấy rằng là da nó sẽ dày hơn ở nữ giới. Rồi làm cho phát triển cái niêm mạc ở cái những cái tế bào nội mô ở khu thanh quản, cho nên các bạn thấy rằng là cái giọng nói ở nam thường nó trầm ấm hơn so với nữ giới. Và chính do tác động của testosterone nó làm tăng cường sức mạnh của cơ bắp, cho nên các bạn thấy rằng là đây là một trong những chất giống như cái chất doping, chất cấm trong thi đấu ấy. Vận động viên người ta thường dùng, có một số người đã vi phạm luật thi đấu có thể dùng hormone này trong việc tăng cường sức mạnh cơ bắp và làm tăng cái thành tích thi đấu, thì đây là chất cấm ở trong cái luật thi đấu thể thao của chúng ta. Rồi tăng động lên xương, tăng tổng hợp khung protein của xương, rồi phát triển và cốt hóa sụn liên hợp, tăng lắng động muối, canxi, phốt phát, làm dày cái bề màng xương của chúng ta lên và làm tăng sức mạnh của xương. Cho nên ở người già, ở những người già ở nam giới tại sao hay rất dễ bị loãng xương, thì một trong nguyên nhân đó chính là do cái hormone testosterone nó bị suy giảm xuống. Cho nên các bạn thấy rằng là cái các quá trình tổng hợp khung protein của xương vân vân nó sẽ bị giảm, cho nên dễ dẫn tới hiện tượng loãng xương. Và trong điều trị loãng xương ở người già, người ta có thể bổ sung thêm một liệu pháp đó là hormone testosterone, làm hẹp đường lên xương chậu, thì testosterone nó sẽ làm hẹp đường kính, làm tăng chiều dài và tăng cái sức mạnh của xương chậu của chúng ta lên. Tăng tổng lên chuyển hóa cơ sở, làm tăng từ 5-10%. Cho nên bạn thấy rằng ở nam giới cái chuyển hóa cơ sở bao giờ cũng sẽ lớn hơn so với nữ giới, và nhu cầu năng lượng của người ta dành cho chuyển hóa cơ sở cũng sẽ phải lớn hơn. Rồi một số cái tác dụng khác, làm tăng số lượng hồng cầu trong máu lên. Số lượng hồng cầu ở nam giới bao giờ cũng thường lớn hơn so với nữ giới. Khi các học bạn học những phần mô đun huyết học, các bạn sẽ thấy là bình thường số lượng hồng cầu ở nam ở nữ của chúng ta giới hạn như thế nào, thì chúng mình thấy nam bao giờ cũng sẽ cao ở ngưỡng cao hơn so với đại nữ. Rồi làm tăng nhẹ cái sự tái hấp thụ ion natri ở khu vực ống nội xa. Mục tiêu thứ hai của bài này hôm nay đó là cái hiện tượng của cương và hiện tượng xuất tinh ở nam giới. Thế thì cái đặc điểm cấu tạo của dương vật ấy, thì chúng ta đã vừa học rồi đúng không? Cấu tạo từ thể hang và thể xốp. Thể hang, thể xốp đó là được cấu tạo từ các mô cương. Trong mô cương thì các bạn sẽ thấy nó sẽ chứa đầy những hốc máu và những động mạch lò xo. Chính cái sự co và giãn của những cơ trơn xung quanh thành những tiểu động mạch này, nó sẽ làm nhiệm vụ bơm máu vào trong các cái hốc máu, làm đầy những hốc máu này ở trong thể hang, và khi đó nó sẽ làm tăng áp lực ở trong thể hang, cho nên nó có gì được, đó là hiện tượng cương. Còn khi mà những cái mạch máu này nó thoát ra, khi mà co mạch máu nó thoát ra thì làm cho cái dương vật này nó sẽ bị chìm xuống. Thế thì đó là những đặc điểm cấu tạo của dương vật mà các bạn vừa học xong. Thể hang, thể xốp, các cái động mạch, lò xo, những cái hốc máu như thế nào trong mô cương là chúng ta phải nhớ lại. Vậy thì mời một bạn chúng ta trình bày, phân tích giúp tôi. À vậy thì cơ chế của sự cương dương vật nó diễn ra như thế nào? Làm sao dương vật nó có thể cương được? Khi mà các bạn hiểu được cơ chế của sự cương dương vật thì chúng ta có thể áp dụng vào để chúng ta giải thích, và từ đó chúng ta đưa ra các phương pháp điều trị cho rất nhiều những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng đó là rối loạn cương ở dương vật. Ví dụ như là dương vật người ta không cương được, hoặc dương vật cương trong thời gian rất ngắn. Ngược lại có người lại hiện tượng cương dương vật nó lại diễn ra quá dài, thì đó đều là những rối loạn ở trong hiện tượng cương dương vật. Mà các bạn thấy là trong mấy chục năm qua hiện nay người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng đó là những cái rối loạn nó cũng rất thường gặp ở nam giới, có thể gặp ở bất cứ cái lứa tuổi nào cũng có thể hiện tượng cương ở dương vật.
Thế thì chúng ta hiểu cái cơ chế bình thường của nó thì chúng ta mới có thể áp dụng vào để chúng ta phân tích những cái trường hợp mà nó gặp rối loạn. Cái lĩnh vực nam khoa các bạn thấy rằng hiện nay nó rất là phát triển. Bác sĩ nam khoa hiện nay có thể nói là trong lĩnh vực nó rất là được rất nhiều người là quan tâm. Cho nên các bạn thấy rằng là cái cơ chế cũng như là cái bệnh lý liên quan tới cái sinh lý ở nam khoa đấy hiện nay nó gặp rất nhiều và nó ngày càng được phát triển. Bởi vậy vậy thì muốn nghiên cứu tới những cái lĩnh vực nam khoa hay là những cái lĩnh vực mà nó sâu hơn rộng hơn thì những cơ chế bình thường là chúng ta phải phải nắm được rồi. Nào quay trở lại cái câu hỏi của tôi, bạn nào trả lời được đấy ạ? Bạn Nguyễn Thị Quỳnh Anh ạ? Cơ chế sự cương dương vật diễn ra như thế nào ạ? Bạn Quỳnh Anh đâu ạ? Thưa cô ạ. Cương vật bị kích thích bởi một tác nhân cơ học là do yếu tố tâm lý. Rồi. Với sợi cơ chân của các tiểu động mạch sẽ co lại. Đó thì vòng phun sẽ giãn ra làm cho máu từ các tiểu động mạch tràn vào trong các cốc máu. Do vậy dương vật to và dài dạn. Co mỗi không phải là mỗi cái hiện tượng co của hiện tượng co và giãn của những cái động mạch ở trong thể hang không? Và làm sao mà tự nhiên cái động mạch ở thể hang này nó lại co giãn được nhỉ? Theo bạn thì cái động mạch mà các cái tiểu động mạch ở trong thể hang nó co hay nó giãn thì gần tới hiện tượng cương ạ? À? Nó sao ạ? À? Bạn nói mic to to lên một chút ạ. À? Co hay giãn à? Co. Rồi, theo ý bạn là co. Rồi, thật em rất cảm ơn bạn. Bạn nào ý kiến nào khác không ạ? Lộ. Rồi, mời bạn. Cô nghe thấy không ạ? Rồi, tôi nghe rồi. Bạn tên là gì đấy ạ? À? Em tên là Nam ạ. Rồi. Thưa cô thì theo em thì cơ chế của sự cương là cương dương vật là khi mà não bộ nhận được cái tín hiệu kích thích đó, từ môi trường đó, thì cái não bộ sẽ gửi một cái tín hiệu có giao cảm đến và làm giãn cái mạch máu ở ở cái vùng thể hang. Rồi, rất đồng ý, ở đây không phải mạch máu co mà mạch máu nó phải các tiểu động mạch trong thể hang nó phải giãn ra. Và máu sẽ vào các xoang ở trong thể hang qua. Đúng rồi, nó hút máu, nó bơm máu vào đầy trong những cái xoang máu ở trong thể hang. Vâng, và đồng thời trong khi mà các thể xoang trong thể hang nó bơm đầy máu, nó căng ra thì sẽ chèn ép các tĩnh mạch. Chính xác, áp lực ở trong hang máu, máu về lên thì nó sẽ chèn ép các tĩnh mạch, cho nên tĩnh mạch nó máu nó càng bị ứ lại ở trong các cái xoang máu đấy. Và làm cho máu nó không thể về được, nó cứ bị ứ. Đó là hiện tượng cương dương vật và làm tăng sức hút của dương vật lên. Vâng. Rồi. Và rồi. Sau khi mà cái kích thích nó hết ấy, thì ở vùng thần kinh sẽ gửi tín hiệu giao cảm và tiết adrenergic để làm cho các mạch máu và để làm co cơ trơn của các mạch máu ấy. Nên các mạch máu co lại và lúc này thì tĩnh mạch sẽ được giãn ra và sẽ được máu sẽ được thoát ra. Rồi, cái xoang máu nó sẽ được giải phóng và áp lực nó sẽ giảm xuống, cho nên các bạn thấy rằng là hiện tượng cương nó sẽ chấm dứt, dương vật nó sẽ mềm trở lại. Rồi, cảm ơn bạn. Thì đó là cơ chế của cương dương vật. Và tôi xin nói nhắc lại một cái chút về cái cơ chế của sự cương, về cơ chế thần kinh của nó đấy. Các bạn thấy rằng là những cái tín hiệu thần kinh, những tín hiệu kích thích, cái tác nhân kích thích ở đây có thể là cơ học hoặc là những cái về mặt tâm lý, người ta chỉ cần nghĩ hoặc nhìn hoặc nghe vân vân, có thể đều là những kích thích tới vùng dương vật. Và những kích thích này, những tín hiệu này nó sẽ truyền về não, từ não nó sẽ truyền về cái trung tâm cương ở khu vực vùng tủy sống nhá. Các tín hiệu này nó truyền về trung tâm cương của khu vực tủy sống theo hệ thần kinh nối đâu cả.
Và từ tủy sống thì tín hiệu này nó lại truyền về đâu? Truyền về mô cương ở thương vật và làm cho các tiểu động mạch ở trong thể hang này nó sẽ bị giãn ra. Cho nên các bạn thấy rằng cái trung tâm cương của chúng ta nằm ở vùng tủy sống. Bởi vậy cho nên những người mà tổn thương tủy sống các bạn thấy rằng là rất hay bị gặp cái vấn đề đó là hiện tượng người ta bị liệt đường nhá, đường vật không cương được khi mà tổn thương tủy sống. Nội dung tiếp theo đó là cái hiện tượng xuất tinh ở nam giới. Thì chúng ta thấy rằng cái hiện tượng xuất tinh ở nam giới thì gồm có hai giai đoạn. Đó là giai đoạn đẩy tinh dịch vào trong niệu đạo và giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn phóng tinh thực sự. Đấy, phóng tinh thực sự. Các bạn thấy rằng trong hiện tượng cương đấy, không phải lúc nào có hiện muốn có hiện tượng xuất tinh thì phải có hiện tượng cương đúng không? Đương vật phải cương thì nó mới xuất tinh được. Thế nhưng mà không phải cái hiện lúc nào hiện tượng cương nó cũng dẫn tới hiện tượng là hiện tượng xuất tinh. Khi mà những tín hiệu kích thích nó hết, có thể sau khi nó xuất tinh hoặc khi mà những tín hiệu kích thích đối với đương vật nó chấm dứt thì đều có thể dẫn tới hiện tượng đó là đương vật nó có thể mềm trở lại. Tức là điều đó là hiện tượng cương nó sẽ biến mất. Thế nhưng hiện tượng xuất tinh diễn ra thì phải có hiện tượng cương. Cho nên những cái rối loạn về hiện tượng cương và hiện tượng xuất tinh nó là những cái rối loạn thường hay là rất là gay kèm với nhau. Thế là xuất tinh ở nam giới nó gồm có hai giai đoạn, đó là giai đoạn đẩy tinh dịch vào niệu đạo và giai đoạn thứ hai là phóng tinh thực sự. Bạn nhìn thấy đây chính là cơ chế của hiện tượng xuất tinh này. Các bạn thấy rằng khi một đương vật nó cương, lúc này tinh trùng được tập trung rất nhiều ở khu vực bào tinh này và sẽ theo cái đường dẫn tinh tập kết ở khu vực túi tinh. Lúc này tinh dịch ở trong túi tinh và tuyến tiền liệt sẽ tăng cường được bài tiết rất là nhiều và làm cho áp lực của tinh dịch này ở trong khu vực niệu đạo của nam giới nó sẽ tăng cao. Khi mà áp lực tinh dịch ở trong vùng niệu đạo nó tăng cao tới một mức độ nào đó, nó sẽ làm cho co bóp các cơ ở vùng niệu đạo và làm những cơ nền đáy rộng đồng loạt nó sẽ co bóp và khi đó chuyển sang đoạn phóng tinh thực sự sẽ co bóp và tống đẩy tinh dịch từ trong niệu đạo ra ngoài, người ta gọi đó là giai đoạn xuất tinh thực sự. Và toàn bộ cái đường xuất tinh này là theo cái hình mũi tên trong sơ đồ, chính là đường đi của tinh dịch đi theo cái hướng mũi tên này là trong cơ chế xuất tinh bình thường. Và trong cơ chế xuất tinh này các bạn thấy rằng sẽ có rất nhiều những cái trục trặc, những cái rối loạn liên quan đến cơ chế này. Mà khi chúng ta học đến lĩnh vực nam khoa thì chúng ta sẽ thấy, sẽ học sâu tới cái cơ chế của nó và thấy rằng là có rất nhiều những cái rối loạn liên quan tới cơ chế xuất tinh. Ví dụ là xuất tinh sớm đúng không? Rồi xuất tinh muộn. Rồi là xuất tinh ngược vòng. Xuất tinh sớm, xuất tinh muộn thì nó có rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới. Có thể là nguyên nhân về mặt tâm lý, người ta bị stress quá, người ta căng thẳng quá. Thì những cái tín hiệu từ vùng vỏ não tới chỉ huy ở trung tâm cương nó cũng sẽ gặp rối loạn. Bởi vậy cho nên có thể dẫn tới rối loạn trong cơ chế xuất tinh. Rồi có thể là do người ta mắc các một số bệnh lý nó sẽ tổn thương tới cái, các cái cơ chế phản xạ trong cái xuất tinh. Ví dụ như là bệnh đái tháo đường này, rồi các bệnh về u xơ tiền liệt tuyến này, rồi một số các bệnh lý về mạng tính khác như tim mạch vân vân đều có thể ảnh hưởng tới. Và tại sao ảnh hưởng tới thì khi mà học tới bệnh học của những bệnh này thì bạn sẽ tới thì thấy hoặc thậm chí là những cái bệnh lý về gan vân vân nó cũng làm đều làm cho giảm ham muốn hay làm rối loạn trong cơ chế xuất tinh ở nam giới. Thế thì liên quan tới cái cơ chế và cái con đường xuất tinh bình thường này thì thông qua cái hình ảnh này bạn nào có thể giải thích cho tôi thế nào là xuất tinh ngược dòng không? Thế nào là xuất tinh ngược dòng? Bạn hiểu ngược dòng ở đây là như thế nào? Em theo cô là xuất tinh ngược dòng là khi mà cái tinh dịch và tinh trùng đấy nó không đi vào trong, nó không được xuất vào trong niệu đạo mà nó lại đi ngược vào trong bàng quang ấy. Đúng rồi. Vậy thì theo bạn thì biểu hiện ở trường xuất tinh ngược dòng này bằng cách nào mà chúng ta cũng phát hiện được ra? Em cho cô thì theo em thì người khi em phát hiện, theo em thì phát hiện bằng cái lượng tinh dịch mà được phóng tinh ra thì nó sẽ là rất là ít, nhưng mà có thể là một lượng nước nhỏ thôi, nhưng mà người con trai đấy vẫn có thể có cảm thấy cực khoái, bởi vì hoặc là khi người con trai đấy đi tiểu mà cũng có thể thấy nước trong nước tiểu có một ít dịch màu trắng đấy.
Vâng, vậy thì tôi xin hỏi cô Bảo, bạn câu hỏi tiếp theo đó là theo bạn thì hiện tượng xuất tinh ngực dọc này có thể gặp ở trong trường hợp nào nhỉ? Bình thường thì nó phải xuất tinh ra ngoài niệu đạo đúng không? Vậy làm sao mà bây giờ tinh dịch nó không ra niệu đạo ra ngoài được, nó lại quanh ngược trở về bàng quang? Em thưa cô, theo em thì có sẽ liên quan đến cái cơ ở cổ bàng quang ấy. Đúng rồi. Rồi, các bạn học còn giải phẫu rồi đúng không? Rồi, bạn trình bày đi ạ. Em thưa cô là bình thường khi mà có cái hiện tượng mà xuất tinh ấy, thì cái cơ ở cổ bàng quang sẽ đóng lại sau cho bằng quang đóng lại, mà bây giờ có một số vấn đề như kiểu cơ ở vùng đấy yếu đi hay giãn cơ ở đấy thì làm cho tinh phần tinh dịch nó xuất ngược lại vào trong bằng quang. Rồi, đó là cái rối loạn vùng cái cơ thắt ở cổ bằng quang đấy. Cơ đó là cơ gì và cơ chế vai trò của nó trong cái hoạt động của bằng quang nào, các bạn đã học ở phần giải phẫu rồi đúng không? Thì ngoài nguyên nhân cái trục trặc, cái rối loạn vùng cơ thắt ở bàng quang ấy, nó đóng kín làm cho xuất tinh ngược dọc vào bàng quang, thì ngoài ra các bạn thấy còn một số những cái trường hợp khác có thể ảnh hưởng tới và gây ra hiện tượng này. Ví dụ là những cái bệnh lý về cái tiền tuyến ấy, hiện tượng phì đại tiền tuyến, rồi là đặc biệt là khi về tiền tuyến, một trong những cái phẫu thuật mà can thiệp tới đó là người ta mổ u sơ tiền tuyến ấy. Thì khi mổ u sơ tiền tuyến có thể làm tổn thương trong cái đường dẫn tinh và cũng có thể dẫn hiện tượng xuất tinh ngược dọc. Rồi là những cái một số cái bệnh lý ví dụ như là người bị đái tháo đường đấy cũng có thể dẫn hiện tượng xuất tinh ngược dọc nhá. Thì đó là cái mục tiêu số 2 của chúng ta, và một số những cái rối loạn nó liên quan tới cái vấn đề về cái xuất tinh thì chúng ta liên hệ một chút ở trên lâm sàng. Đấy, mục tiêu số 2 của bài tập học của chúng ta ngày hôm nay. Có bạn nào không muốn, có phần nào các bạn trao đổi thêm nữa không ạ? Lớp chúng mình có muốn trao đổi thêm phần nào nữa không ạ? Em cô có một câu hỏi ạ. Vâng. Là trong cái trường hợp mà nam giới bị thắt ống dẫn tinh, hay là cụ thể hơn là nếu mà học nào bị cắt ống dẫn tinh thì nó sẽ ảnh hưởng như nào về khi mà mình, mình triệt sản lúc còn trẻ, và sau khi thì cái nó có ảnh hưởng gì, bởi vì là cái testosterone ấy nó có ảnh hưởng gì và nó như thế nào đối với cả quá trình phát triển của nam giới không? Nó không ảnh hưởng gì phát triển nam giới bạn ạ. Hormone testosterone vẫn được bài tiết, tinh trùng của tôi vẫn được bài tiết bình thường, chức năng sinh lý của tôi vẫn bình thường, các đặc tính sinh dục thứ phát vẫn bình thường. Mỗi cái là tinh dịch mà khi chúng ta thắt ống dẫn tinh thì khi đó cái tinh dịch nó không vào trong âm đạo phụ nữ trong cái quá trình người ta giao hợp mà thôi nhá. Nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như là ảnh hưởng gì tới cái chức năng về mặt sinh lý của người ta cả. Rồi. Cô em có một câu hỏi ạ. Vâng. Vâng. Mà cô là đối với một bạn nam khi mà bạn ấy đã tinh dịch ấy đã vào trong niệu đạo rồi ạ, mà bạn ấy cái cùng bạn ấy không xuất ra được ấy, thì cái lượng tinh dịch ấy nó sẽ như thế nào ạ? Tinh dịch vào trong niệu đạo mà lại không xuất ra được à? Có nghĩa là chưa đủ đến cái ngưỡng mà để xuất ra được ấy à cô? Thì là do cái áp lực ở trong niệu đạo nó chưa đủ lớn bạn. Dạ vâng. Nên là trong rối loạn thường xuất tinh đấy, chính là cái trường hợp rối loạn trong hiện cương mà xuất tinh thì người ta gọi là hiện cương dương vật quá lâu mà xuất tinh, gọi là xuất tinh muộn đấy. Có xuất tinh, có xuất tinh sớm, có xuất tinh muộn, thì có sẽ rất nhiều những nguyên nhân của xuất tinh muộn, là khi chúng ta học cái năm qua thì vấn đề này các bạn chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn nhé. Cô cho em hỏi không ạ? À? Vâng. Cô là khi mà, bởi vì em rất hay gặp những cái câu hỏi như kiểu là vừa xuất tinh xong thì mình đi tiểu ngay á, cái đấy thì nó có gây ra hiện tượng là xuất tinh ngược dòng không ạ? Đã xuất tinh xong rồi thì khi mà xuất tinh xong, các bạn nhớ như là khi mà đã xuất tinh xong thì toàn bộ cái lượng tinh dịch là đã ra ngoài nhé. Và nếu có mà chúng ví dụ như là cái người nam giới mà ta có quan hệ tiết đấy, thì cái lượng tinh dịch ra đấy lần thứ hai đấy, hầu như là có rất rất ít tinh trùng, vì cái lần thứ nhất đấy khi mà đã xuất tinh là gần như là toàn bộ là lượng tinh dịch tinh trùng đã ra hết rồi, cho nên tôi nghĩ là khi mà đi tiểu thì sẽ không có hiện tượng xuất tinh ngược dòng. Đã xuất tinh thì sẽ không đi tiểu,
và đã xuất tinh trong rồi thì đi tiểu sẽ không nguyên tiểu xuất tinh trong dòng. Em cô thấy thì như thế thì sẽ có khả năng thì tinh trùng có thể đi ngược được lên bàng quang. Tinh trùng có đi ngược không vào bàng quang được hay không? Chính là do cái rối loạn bệnh lý ở những cơ ở vùng cổ bàng quang. Nó có ảnh hưởng gì tới cái con đường dẫn tinh hay không? Nếu như mà cơ cổ bàng quang là bình thường, tiền tuyến bình thường, cơ chế thần mọi thứ, vỏ não thủy sống người ta không có ảnh hưởng gì đến cơ chế cái phản xạ xuất tinh và phản xạ đi tiểu thì cũng không có lý do gì mà ta nên xuất tinh ngược dòng lên lên cho bằng quang cả. Vâng, em cảm ơn. Không có câu hỏi nào thì chúng ta kết thúc giờ học nhé, các bạn đồng ý không ạ? Rồi, nếu có câu hỏi gì tiếp thì chúng ta sẽ còn gặp nhau còn 3 buổi nữa chúng ta sẽ trao đổi tiếp với nhau. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc bài học ạ. Đây là phần chat của bạn nào ạ? Các bạn nào? Rồi, xin chào các bạn nhé. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. Chào cô. Chúc cô buổi chiều vui vẻ. À, rồi, chào các bạn.